Ngày 4 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt nhằm tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự án luật này trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 5 cuối tháng tới. Đến nay, sau nhiều lần tiếp thu chỉnh lý, dự luật đã có những điểm mới nổi bật về mô hình tổ chức chính quyền địa phương và cơ chế giám sát của các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Mô hình tổ chức chính quyền địa phương vẫn là vấn đề có nhiều ý kiến trái chiều trong suốt quá trình hoàn thiện dự án luật khi có hai luồng quan điểm. Một là ủng hộ thiết chế trưởng đặc khu do Thủ tướng bổ nhiệm được phân quyền mạnh. Quan điểm còn lại là vẫn tổ chức chính quyền đặc khu gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Hiện tại, Ban soạn thảo đã đưa ra mô hình được đánh giá là kết hợp được ưu điểm của cả hai phương án này. Chính quyền địa phương tại đặc khu chính là một cấp chính quyền địa phương. Đấy, có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đặc khu. Hội đồng Nhân dân là cái cơ quan giám sát và thực hiện quyết các vấn đề lớn, định hướng lớn về chính sách cũng như các vấn đề liên quan đến người dân. Và Ủy ban Nhân dân thì chủ yếu là thực hiện trình Hội đồng Nhân dân quyết những vấn đề do Hội đồng Nhân dân thực hiện. Thẩm quyền mà trước đây của cấp trên giao cho chính quyền thì cũng tập trung chủ yếu cho Chủ tịch Ủy ban đặc khu. Thì như vậy là vẫn đảm bảo được cái tính mới ở đây, tức là vấn đề cao với tính cá nhân, tính trách nhiệm của người đứng đầu. Hội đồng Nhân dân thì có 19 thẩm quyền và Ủy ban Nhân dân thì có 14 thẩm quyền và Chủ tịch Ủy ban đặc khu thì có 70 thẩm quyền trong trên tất cả các lĩnh vực. Dự thảo luật quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu có những thẩm quyền vượt trội được phân quyền từ chính quyền trung ương và cấp tỉnh. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu do Hội đồng Nhân dân đặc khu bầu theo giới thiệu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trên cơ sở thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Ngoài ra, điểm đáng chú ý là Hội đồng Nhân dân đặc khu sẽ không có quá 15 người, nhưng chủ yếu sẽ hoạt động chuyên trách nhằm đảm bảo vừa tinh gọn bộ máy, vừa tăng hiệu quả hoạt động. Cùng với Hội đồng Nhân dân, dự án luật cũng bổ sung và hoàn thiện cơ chế giám sát, kiểm soát đặc thù của đặc khu với thiết chế Ban Tư vấn Hỗ trợ Phát triển đặc khu do Thủ tướng thành lập. Mà Ban Tư vấn Hỗ trợ này thì bao gồm đại diện của các cơ quan nhà nước, có thể là vừa trung ương ở địa phương, đại diện các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà đầu tư chiến lược, cộng đồng doanh nghiệp và các cái đại biểu khác. Ban này ấy, là do Thủ tướng thành lập và bổ nhiệm, chịu trách nhiệm là tư vấn và hỗ trợ cho Hội đồng Nhân dân, cho Ủy ban Nhân dân và cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Bên cạnh việc hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương cùng các cơ chế giám sát, dự thảo luật mới nhất cũng có những quy định liên quan đến một số ưu đãi dành cho các nhà đầu tư.